ông cồ mò hầm sấu mà bay dai cho mày biết, con sấu mấy tấn gần cả sải mình á, Trời ơi. cái răng khóa nó mấy cái lỗ hàm răng nó lớn hơn chân cái mình đó. Năm ông cồ câu một con 170 mấy ký, Lưỡi nào con dính nổi không lử cái quay thùng thiết rồi đó, nó quay thùng thiết con trò thùng dầu mình đốt á. nha? Ông cồ ông cầm con chuột kia ông cầm trong tay đó. Ông giục cần câu có vùi lỗ ngang cột dây vùi đàng hoàng chứ sao con chịu lại nó. Ông cầu giục lại nó ụp một cái sâu tim rần rần rần, nó sâu tim mà cái này ủng 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 ủng. Ông cầu ông gặt cái bắt ông buông câu luôn. Cái này gan ung thư, Cái này là giai đoạn chót luôn rồi đó giai hả? đoạn cuối rồi, CD2 rồi. Rồi, rồi bây giờ chị ăn uống sao vậy? Ngày được có 3 muỗng uống được, uống rồi đâu ấy ra, uống rồi đâu ấy ra, uống sữa không có được luôn. Thì cô bác cộng đồng mạng này giúp được vợ là cũng cảm ơn cô bác kênh cộng đồng mạng. Bây giờ khả năng lao động giờ hết rồi, giờ lo chăm sóc vợ không mà không có khả năng mà đi bệnh viện nữa. Ủa ông Tư, hồi xưa tại sao mà người ta lại gọi cái chỗ mà ông Tư chia sẻ con mấy ngày nay con có nghe, nhưng mà con cũng hơi thắc mắc là chỗ mà kêu là bún cá hô á ông Tư, tại sao lại kêu nó là bún cá hô vậy ông Hồi Tư? trước cá hô nó ở đó, pháo binh máy bay gì bỏ bom mày nghe một cái ụt rung rinh đất cả chừng mấy chục thước vuông vậy đó, không nổi. Trời ơi. Không biết bây giờ còn không, bây giờ sợ người ta ủi người ta sang lắp mặt bằng nữa, nập cầu rồi đó, quan đằng cũ bắt ngang đó, bề ngang đó độ chừng 100 thước à, ngang cái bưng đó kêu bún cá hô. Vậy là chỗ đó toàn là cá hô con má ông Tư? Hồi xưa cá hô ông cồ mò hầm sấu mà bay dai cho mày biết, con sấu mấy tấn gần cả sải mình đó, Trời ơi. cái răng khóa nó mấy cái lỗ hàm răng nó lớn hơn chân cái mình đó. Năm Nó cắn đất hay sao mà có được giống được? đâu phải nó chết rồi nó còn để cái xương hàm nó mới chết mẹ rồi, đời nào mình đâu biết, rồi mình đi mò cá mò rắn đó làm như đất dưới nó đưa lên mà Trời. chứ sao độ nó chết rồi nó sâu dưới dữ lắm, nó xuống chứ nó nặng nó xuống mà sao làm như dưới nó trồi lên mò dính không thôi. Mò có cái xương hàm cả sải rồi cái tay chân ảnh vậy nè, xương ảnh lớn hơn bắp tay mình nữa, mày biết con xấu rồi lớn. Bún cá hô rồi trong này đìa ba sen, kêu là ba than không? Có câu ca dao ba sen quả nói với diều cù lao ông trưởng thiếu gì cá tôm đó. Cù lao ông trưởng với hồi đó tôm mùa nước mùa này nè, là đi xong con nắm rau một lát rồi gia đình ba bốn người ăn hết tôm à. Cá với tôm làm gì cho hết, bị cá trên này nó cả đống rồi nước giật đùa gì chứ hồi đó cái cù lao đó là cái xác xuống nắm rau nhỏ rồi lên cái chốt làm gì cho hết, cá chốt cũng giật lát mấy dạ càng nhiều dữ vậy. Cá chốt con lấy cá lóc con nướng rồi con quấn vải vô tay thôi sợ nó đâm mình á, với cho giải nó nhám mày bóp cá nó mùi tanh tanh hôi hôi ảnh nổi cái quần dùng mấy chiếc đệm vậy. Con nắm hai ba đứa ngồi nghiêng xuồng bên nắm dục vô xuồng, nắm dục xuồng lát đầy xuồng mới về, chỉ có vậy thôi thôi không Tư? Chỉ có vậy thôi. Con súc thì nó lặn mất mà con nắm vậy con giật hoài, giật một lát đầy xuồng gì á. Ủa ông Tư chia sẻ nữa là có cái văn con cá sấu bự vậy, ông còn có giữ lại cái văn đó không ông Tư? Giữ làm gì, hồi đó mò lên rồi giục bờ nó bỏ. Cái hàm cũng bỏ luôn không Tư? Bỏ. Rồi anh còn hai cái hàm trên hàm dưới nè, mò được thì giục bỏ. Cá sấu nó hơn. Tao nói ngà voi cái đồng này nguyên cái trên Campuchia nữa. Cái sấu Thành hơn con trăm của ký. bác hai mày nó Mấy tấn? mấy chục tấn bự dữ cho ông Tư, bự chứ con quá bự mà cái hàng mà cái sải mà. Rồi ngày đó đi hồi
hồi hồi lúc ông Tư với ông Cồ biết cái chỗ đó cá hô nhiều, nhưng có bao giờ ông Tư ông Cồ săn được con cá hô nào to nhất đó không ông Tư? Ông Cồ câu một con 170 mấy ký. Ủa, lưỡi nào câu dính nổi ông Tư? Lưỡi cái quay thùng thiết hồi đó, quay thùng thiết con trò thùng dầu mình đốt á. Dạ. Ông móc nguyên con chuột cống, ông nướng chuột cống chám vỏ rồi ông cột lưỡi câu đó. Thôi tao với bác ba mày kèm lái chạy từ kinh 12 này chạy vô gần tới sáng chìm rồi nó chạy trở ra gần tới cầu 13 đó năm. Yeah. Cá nó lôi hả ông Tự? Ờ cá nó lôi đó mày, chuồng 50 dạ lẫn lôi, hai anh em ngồi thẳng bên kèm lái. Rồi ông Cồ thì ông cầm cần câu ông ngồi trước mũi lôi hoài, lôi dưới nó lôi tới dưới nó lôi trở lên mày trạc chỗ rồi. Yeah. Anh về tới dầm 12 anh quay mày. Lúc quay sợ lạc chuồng không mà. Bị mình lái anh quay tròn đó, anh quay lát anh phịch lên. Đuối à? Đuối không? Đuối. Anh nổi lên cá bề ngang lên cỡ này dài hơn một trải mình. Thôi. Dễ dày dày. Chàng ơi. Cá hô đó làm gì cho hết nữa. Ủa mà ông Tư câu bằng cái dây gì mà nó chắc tới nổ mà kéo luôn cái chuột nổi vậy ông Tư? Dây chỉ giải mình ơi, xe nè. Dạ. Chứ đó đâu có dây ni lông dây gân. Với chỉ gãi giải xe không. Ủa bộ nó thích chuột cống lắm hả ông Tư? Con nướng thơm mà. À. Nướng cho nó xám xám da nó thơm. Rồi rồi chồng đó ông Tư với ông Cồ bắt được con cá hô đó về rồi mình làm như thế nào với nó ông Tư? Chặt ra bám. Bán chặt ra miếng miếng người nuôi mua nửa ký, người 2-3 ký. Người nghèo nào nửa ký ăn cho biết. Cái da nó dày một lông tay nè, con ăn cái da nó mới ngon, cái thịt nó ngon lành. Ông Cồ lấy cái đầu với cái ruột lại ăn thôi mà còn như đầu, cái đầu ngon nhất. Mà cái đầu nó muốn nấu được chắc nấu toàn hấp bánh tét chứ. Cái đầu ngon nhất với ruột. 100 mấy chục ký mà vừa vậy. Con ôm đâu dám. Cái đầu. Mày ôm gì đâu dám. Dạ. Bị tao cũng còn nhỏ tao đó, bây giờ bự hơn cu đen, bây giờ bự hơn cu trúc. Ăn mắm đó với bông súng rồi trái bông súng dính mắm nè, tao rửa rửa đục anh lên nó làm cái hộp mấy chục cái bông súng vậy, nó nuốt mất tiêu luôn. Rồi cái chiều mát mát anh lên dọi mấy trên nhà cũng như con trâu mà nhảy xuống nước bùng nước văng búng trời nhiễu xuống ào ào lên dội mạnh vậy thôi không Tư? Ồ y như con trâu té với cầu vậy, con cái đùng vậy. Rồi đó đâu có thép sắt như bây giờ. Dạ. Rồi cái khoen mà thùng dầu lửa 20 lít rồi đó, Pháp nó bán thùng dầu lửa con trò đó, lấy cái khoen mà để mình xách đi cái thùng đó. Ông Cồ ông lấy ra ông chặt ngạnh ông uống mấy ngày trời mới rồi lưỡi câu. Rồi cột ra ông tứ ba cái cá luộc cá ông ủ tứ rồi nó lên dòi một cái đùng cách chừng mấy cây số nó chạy lên, mày thấy hai lượng sóng mày nhát mày cũng không dám ngồi. Trang. Mà nó chạy nó la nữa, la tiếng nghe sao ông Tư? Nó ực 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 dưới nước mày nghe dội dội ruồng mình nữa. Mình chưa thấy mặt nó. Ông Cồ ông cầm con chuột kia ông cầm trong tay, ông giục cần câu có dùi lỗ ngang cột dây dụi đàng hoàng chứ sao con chịu lại nó. Ông Cồ giục lại nó ụp một cái sâu tim rần rần rần, nó sâu tim mà cái này ủng. Ông Cồ ông gặt cái bắt ông buông câu luôn. Chứ chịu không nổi nó lớn quá không Tư? Hà Nội tôi chịu, con cá 1 kg cái sức con chịu không nổi nó. Dạ. Khi con câu chứ đựng nó cá 100 mấy chục ký này. Bà nội nó chạy mà trên bờ người ta biết cái gì, dòng xuồng mình không có ngừ, hai thằng kìm lái chạy mình câu cá mà. Từ đây nó, nửa dàm kinh 12 nó quất một đường một tới dưới nó quay vòng vòng nó quay trở lên chạy ngược nước trở lên tới dàm kinh 12 nó ảnh mới đuối. Dạ. Chừng bắt đó người ta mới thấy, người ta mới trên bờ tới đứng ngóng mà đó nhà cửa thư quyêu kìa. Rồi đó làm sao mình khiêng con cá nó lên nổi không Tư? Sao không?
nó nặng dữ lắm. Đâu có kia. Lấy dây luồn vô mang này. Dạ. Luồn vô mang rồi cột vô xuồng. Chèo gì á? Mày chèo cái nó lội mày được khúc rồi. Bị chèo nó gịch đau á, ảnh lội tới cho nên đau. Đuôi ba ảnh vô quạt nè. Rồi làm sao mình đem lên trên được không Tư? Về nhà đóng dân. Ờ, đóng dân đem lên. Thì dòng xỏ mang này làm sao chích nữa, chích cái mang nó chết làm sao? Chúng nhau 5-10 người và nội nguyên sớm chạy đường nó đi coi cá mà nó chạy mà mùa nước chạy đâu. Bơi xuồng còn hơn bơi đua nữa. Đậu ì coi rồi bằng nhau rồi con cá nó chia không muốn đủ. Ai cũng muốn ăn lần cho biết không Lư? Ăn cho biết rồi nói giờ chưa đâu. Chưa từng thấy. Còn có đợt nào ông Tư với ông Gò bắt những con cá nhỏ hơn tí nữa không Tư? Không có được, câu có được con cá nó còn cá bông thì mười mấy ký câu thường. Ông Cồ câu gì, ông Cồ rộng cái hầm với cái nhà vậy nè. Có bông. Chàng. Mấy ổng tổ chức muốn ăn cái gì cái anh em nó lại hồi đó đâu có uống rượu như vậy. Rượu đâu uống. Nấu chua, nấu gì đó, nấu cơm, nấu gì đó, mần bắt lên ăn. Chỗ đó là gần chỗ Dầm Nao không ông Tư? Đâu có, gần đây là có Kinh 12 nữa. Kinh 12 mình đây. Gần đấy. Dầm Nao hồi xưa người ta cũng kêu là cái bún nữa. À, bún Dầm Nao hả? Bún Dầm Nao. À, ông Tư con có nghe một số giai thoại về sông Dầm Nao, ví dụ như ngoài cái việc mà con sáu năm chèo đang ở dưới sông Dầm Nao, người ta cũng hay nói là có những cái con thủy quái to ở dưới đó, là những cái con gì ông Tư biết không? Bí ẩn. Dầm Nao thì nó đi ngược xuống Long Xuyên nữa, nó chảy xuống như nhà năm nè. Dạ. Còn con đi ngược qua Phú Tân bệnh á. Chợ Mới lên Tân Châu. Con qua ngược bên Phú Tân á, về Hòa Hảo mình luôn. Vừa khỏi Dầm Nao độ chừng 500 thước có cái bún bự vô trong đất đường bắc Lăng Gù qua đó năm. Bác Hòa và Bình Thủy Lăng Gù gì đó. Không phải. Thượng Giang. Hà Thượng Giang. Rồi. Chỗ đó mấy cái hàng dữ dằn đó, chỗ đó là dân nó thả cá ba nó thả cá hồi đó cá hô cá bông lau cũng đó nhiều. Cá bông lau. Yeah. Nhiều lắm. Cá bông lau bây giờ 1 ký con thấy gần 2 tỷ rồi. Ủa 200 triệu rồi. Dạ. 20 triệu. Ủa mà ngày xưa con nghe người ta nói là chỗ đó có nhiều cái con vật lớn lắm ông Tư. Nhiều khi mà nhắc tới giai thoại Dầm Nao là ai hầu như cô bác nó nghe nó cũng rợn mình chứ. Chỗ vua ca như đất nó hẳn. Ngay trên cầu Mặt Dương ra đó nằm đứng. Cầu Mặt Dương quẹo lên khu nhà máy cha rồi đó. Nhà máy Mặt Dương. Cái bún đó mới bún mới lên. Giờ ghe cộ cây xúc ở dưới không làm gì cho hết. Cái bún nó ngang phòng bà bà. Nguyên cái phà dầu của Mỹ rồi đó nó kéo nó chi viện cho Chi Lăng cũng nằm dưới đó. Yeah. Bà cậu lấy. À, chỗ đó có cái dòng xoáy hay sao không Tôi? Dòng xoáy mà nó bự, cái bún nó bự lắm. Bình thường cái kia 2 cây số chỗ đó phải 3 cây. Trời ơi. Cái bùng binh nó bự vậy đó. Hồi xưa nước nó chảy chỗ đó nó xiết vậy đó. Nó xoáy, nó quặn. À. Mà hồi xưa giờ ông Tư với ông Cồ có nghe có một vị nào từng đi xuống chỗ vị trí đó mà thấy những cái vật dụng nó còn ở ngoài vị trí đó không Tư? Có. Ông bạn của ông Cồ. À. Ông là kêu ông Bảy thợ lặn tao nói đó. Dạ. Ông lặn với ông nói ghe cây rồi sắp hàng vô hết năm. Làm như mình đậu bến vậy đó. Chàng thôi. Ở Dầm Nao cũng vậy đó ông Tư? Ừ. Không dưới Dầm Nao chỗ con đó. Chứ Dầm Nao thì không nghe ông nói, ông lặn từ Dầm Nao ông lặn tới chứ ông mới nổi mà. Yeah. Ông lặn không hơi á, sai không bình á. 15 phút. Từ. Người ta mới đặt ông. Mà chuồng ghe chìm ha, bắt đầu là đưa vô là đưa mũi vô sắp y gan sắp hàng hết, sắp bằng thẳng hết, nhỏ theo nhỏ, lớn theo lớn hết. Giống như là có một cái vị nào dưới sắp sẵn vậy hả ông Tư? Thì cùng Long Dương dưới người ta chiếc ghe nào mà nằm ở ngoài giữa sông á, không có sắp vô á thì lấy được, còn xe nào sắp vô lấy không được. Có người ra cản con này. Ok ạ. Ừ. Đâu Mỹ nó cho người nhái xuống bắn mà giật chết hai người Mỹ luôn, nó không dám luôn, bỏ phà dầu đó. Nó lặn 6 thằng. Trời ơi. Rồi nó có một người phụ nữ cởi con cá ra
nói tụi mày lên chỗ này đồ của tao không vô đây được, Mỹ nó đâu tin Duy Tâm. Dạ. Cản vô học máu, người bà bắn tên học máu ấy. Còn bốn thằng nổi lại về nghỉ luôn. Là từ đó tới sau cái cây dầu tuyệt nhiên bỏ luôn, còn không, không mấy luôn không được. Nguyên cái vài dầu mấy ngàn khối. Dạ. Yeah. Nó chở nó chi viện cho Chi Lăng, hồi đó Chi Lăng mới cất mà con. Bên cát dưới dầm sáng dìm tre mình chút kêu bên cát đó, căn cứ Mỹ nó đóng vô tới cầu chữ hết luôn đó anh. Dạ. Yeah. Ô, vậy là từ ngày xưa tới bây giờ biết bao nhiêu ghe xuồng đồ đạc ở dưới đó hả Tư? Biết nhiều. Biết bao nhiêu của, nhưng mà dùng đó cái dùng của bà cậu quản lý rồi. Dạ. Không có vô được. Nhưng mà theo như ông Tư được biết thì cái dòng xoáy chỉ nằm ngay cái dòng xoáy đó, nó có khi nào là do những cái quặng nước hai ba bên nó dồn nữa rồi nó xoáy không ông Tư? Không phải, trên này nè, trên này nó cái cua dầm nào nó đưa qua vậy nè. Dạ. Tới đó cái đưa ngược lại cũng như cái chữ S sờ mình vậy đó. Dạ. Nó đưa thẳng chỗ này rồi dùng đó cái nó cuốn ngang nó xoáy lại. À. Nó quậy quậy nó cũng trâu xuống nhưng mà cái khu đó nó xoáy nước nó quặn. Nước nó quay tròn chỗ đó. Mùa nước đổ mạnh con nghe nó ụt, ụt, ụt. Anh không có lỗ giữa gì nè, anh kêu gì đó. Tràn ơi. Mày đâu dám chèo gần, nó chèo tới bờ này mình nghe còn lạnh sống, mày đâu dám chèo gần. Mày chèo gần làm sao mày chèo kịp ra. Máy mà chạy không nổi, phà dầu của Mỹ nó chạy máy rây 12 không mà chạy còn không nổi. Yeah. Hồi xưa chiếc tàu Hồng Ngự đưa khách đó ông Tư, hồi chưa có xe đó. Tàu Hồng Ngự trên nó đi Long Xuyên đó, nó chạy ngang cái bún dầm nào đi vô nó xấy quay mấy vòng. Lúc đó con còn nhỏ mới bình tĩnh giá gian thì được. Con phách lối rồi chìm luôn. Như thời ông Tư với ông Cồn hồi xưa giờ có từng nghe cái vị trí chỗ đó có hại chết con người nào chỗ đó không Tư? Hồi xưa hồi đào kinh dịch tế nên mới chết nhiều. Không, cái chỗ dòng xoáy mà trên sông dầm nào chỗ đó không Tư? Có sao mà không có nhiều người chết chìm chuồng không biết lỗi chết queo gì. À. Nước xoáy con đâu có lội được. Yeah. Nó xoáy mà đâu phải nó xoáy nó đưa con lên, nó xoáy nó rút xuống dưới đất kia. Yeah. Cũng như cái dòi rồng con thấy đâu có thấy. Dòi rồng xoáy lấy lên, còn anh này anh xoáy lấy xuống. Yeah. Chết hết lộn nữa. Chỗ đó con nghe nhiều người lắm, nhiều cụ mà ở gần Dầm Nao, khi mà nhắc tới Dầm Nao với nhắc tới những cái giai thoại cá lớn là ai người ta nói là cũng rợn sống lưng gần cả sợ. Đâu có, nhờ quan đàn cụ mà lúc đó Thầy Ngọc Hầu ông bắn tính đào kinh dinh tế nè. Yeah. Đi ngang đó cá mập nó lội theo bầy, bầy nó táp đùng 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 con rớt cái là nó quất mắt. Rồi mấy ông tổ chức mấy ông mua bí đao bung trái bành bành vậy nè. Yeah. Nấu trong chảo đụng, nấu cho sôi, cho chín đàng hoàng ngang đó. Rồi có hai cái giống, bằng cái giống bằng mây đó, thụt vô khiên hai người nó theo đông trên này trút xuống anh hứng một cái con chín ruột hết trơn này. Lạc bụng anh bắt bằng thịt. Con cá nó bự không Tư ha? Có con cá tấn, tấn mấy nữa chứ, cá mập á. Tràn hơn. Còn 600-700 kg là nhiều. Dạ. Nó mập da nó bự lắm. Giết mới hết đó chứ bắt dân xu thế bắt bị hết trong cái đây tới Sài Gòn bắt hết. Gò Đen rồi này kia thanh niên như tụi con bắt hết lên đây đào kinh nè. Yeah. Rồi cái bị rắn cắn cọp ăn rồi này kia đau sốt mới trốn về người lội ngang đó cá mập quất hết rồi. Không người nào về được. Nhưng mà sau khi con kinh vĩnh tế được thông thương thì những cái kinh nhỏ sau này được thông thương thì vỗ phèn nói chung là lợi ích rất là nhiều. Những kinh vỗ phèn mới làm sao này. Yeah. Hồi đó kinh tài sư này Pháp nó múc tới cầu sắt cùng rồi nó không có múc lên nữa. Yeah. Sau này mới múc kinh trổ ra vĩnh tế đằng cho nó rõ phèn đó. Yeah. Nhưng mà lợi ích cũng nhiều cho dân mình sau này. Lợi nhiều chứ con. Thứ nhất nguồn cá rồi đó, cá mày lên mương vú nó chết cá linh nó đấm mà cái sức mình nhảy nó mới chìm chứ còn con dục cái nồi cái gì chừng 10 kg 15 kg là không chìm nổi, cá nó chết nó sình lên. Ôi, người ta nó sình lên rồi cái lốt luôn. Tư
ụ ngựa cá bông cá tra có con đầu bằng cái nón lá nữa, chết nó xình như người ta xình. Còn cá linh nó bèo ta vớt cá linh nó ta mới ủ. Sao mà nó tới đó nó bị chết ông Tư? Đóng bựng nha. À đóng bựng không còn được. Đóng đi. Cảng nó không cho xuống mình. Do số lượng nó nhiều quá nó quá lên nhiều ngốp, nó lên ngốp không được ông Tư. Ừ. Nó chết cả thước ở dưới mình sao con ngốp nổi. Dạ. Bà nội lên vớt. Tao có vớt được con cá leo kìa đó đâu 5-6 ký mừng cô. Trời cá nhiều vậy mà vớt con không Tư? Mấy con cá kia làm biến mà. Nó bự quá không Tư? Không phải bự mà nó không ngon, con cá leo nó bụng bụng, con bơ khô nó ngon hơn cá tra gấp mấy lần. À. Béo. Lựa cá ngon vớt cá kia dùng xuồng câu, xuồng nhỏ mình vớt để đâu. Vớt. Tính ra thời xưa ông Tư đi cũng khá là nhiều, hầu như là nó nói gì săn bắt ở vùng nước nôi thì ông Tư đi chắc hầu như muốn hết rồi. An Giang rồi ông Tư đi chắc muốn giáp hết luôn hả ông Tư? Giáp hết, tao đi tới như thới lai cờ đỏ đi săn tới dưới. À. Có chỗ gần bên ông Tư không đi, núi Tô. Tô hả Tư? Ừ, nó chưa đi núi Tô mà có đóng sóng tiết. Đóng sóng tiết nửa năm rồi con. Dạ, chắc chí cái dưới thì có đóng. Chết hai thằng bị nó bắn tỉa, chết hai thằng. Cái viên sóng tiết nó bắn bật gãy cổ bật. Tượng Phật ngồi bàn bằng mình bắn đứt cổ rớt cái đầu cái đụng dưới vậy. Yeah. Ở trên núi Sóc Tiết có đi đó tao chỉ. Tụi tao biết cái chỗ anh bắn tỉa nè, anh có đút cái lỗ vuông vậy nè. Yeah. Anh gác súng đó. Kêu là Sóc Chiết. Sóc Chiết. Lại múc nước chiều lính ra tắm rửa rồi lấy nước riết là tụi tao leo dừa. Nấu cơm cũng bằng nước dừa, xúc miệng cũng bằng nước dừa. Nấu cơm nước dừa thì khác nữa nồi cơm. Nó ngọt á, nó giúp luôn không Tư? Ờ, nồi cơm mày dừa chín là nó khác nữa rồi. Dạ. Tụ ngựa ăn cơm nước dừa với muối không có mẹ gì đâu, ăn đi đâu được ăn. Đó thằng nào xiên ra dắt trung đội rồi kia ra mò cá với bưng đó. Đi kiếm cá gì ăn. Thì nó đóng đó chết hai thằng. Hồi xưa ở dưới đó người ta bọn vàng nhiều lắm đó ông Tư. Có. Ở ngoài đồng nó có cục đá ông tà lớn lắm đó. Trên chốc tiết ra. Dạ trên chút. Ừ. Có voi ra đó. Dạ. Ông Tư biết đó luôn hả ông Tư? Trời đóng đó cả năm trời không biết. Vậy là ông Tư biết cục đá ông tà đó hả ông Tư? Không nhớ được đâu con, có cục đá bự lắm. Cục đá giữa đồng đó. Ừ. Mé nước chứ không có giữa đồng. Cái này cỡ này nó ở giữa đồng đó. Nó, ừ. nó gần gần con kinh ở dưới đó. Bây giờ nâng lộ là để ông Tư đi tới đó chắc ông Tư còn nhớ. Nhớ. Bà nội rồi đó cá trê ban đêm mày ra ngoài kinh. Mày nhát mày không dám ra. Nó ăn cái cả 100-200 thước. Ồ ồ ồ bụp lụp bụp lụp bụp lụp bụp cá trê nó ăn bậy. Ăn cái con gì mà dữ vậy ông? Tép. Tràn ơi. Mùa nước giật dòng tép này mày lấy cái rổ mày xúc một lát mày quái gì nổi. Yeah. Nó ngừ xong nước thúi nó chảy ra. Yeah. Rồi cá trê lùa lên nguyên bầy anh quất là bụp lụp bụp lụp bụp mày kéo gió mày cắt đâu nổi. Yeah. Phụ ngựa cá trê kéo gió suốt tới sáng rồi không biết để đâu nữa. Rộng đồ đầy hết trơn không biết lưới hên. Lưới đâu rồi đó lưới hiếm. Cá vàng hay cá trắng mình ông Tư? Cá trê vàng không. Ồ trê vàng thứ gì chưa? Còn nửa ký hơn nửa ký. Yeah. Rồi chặt đế đó rồi xỏ lụi nướng mày ăn bữa sau ăn hôi đình rồi. Ủa dai bà cố luôn chứ cá chê á. Vậy mà con nướng ngon. Dạ. Nướng nó béo ngon. Chê vàng nó dai cũng như là trái thịt lấu vậy. Ờ. Nướng chấm mắm me hả ông Tư? Ừ. Mà đó có me lâu thời đó. Thiếu gì vô mấy cấp me chó ăn nhá. Chả tiếc me dữ lắm. Dạ. Tới giờ cũng còn không Tư? Còn. Bây giờ nó ủi lộ, nó chữa sang lạ quách. Tao có đi đường đó, đi tắt đi xuống dưới Ba Thê về đường đó không đó. Nó ủi lộ trình hồi đó, lộ đất Bình An nhỏ xíu là xe nó mua heo, xe lôi mà nó gắn xe mỏ lết rồi đó đó, chở heo á, chở lúa. Kêu là xe lôi thùng vậy đó không? Lôi thùng, đâu có xe hơi chạy đường đó, lộ nhỏ xíu à.
không ngồi trước chở cũng cái chục người. Ủa người vô kêu nó leo dừa lắc đầu nó không biết. Tao vô tao làm hung bắt leo, leo rượu người chừng leo xuống tao bắn rơi thằng từ đó tới sau nguyên chốc nó leo hết. Có đường bà nó không leo đâu. Vô chỉ mày leo dừa bẻ. Còn mấy dòng ca răng đó tao nhắm củ hủ dừa tao bắn gãy nguyên củ hủ luôn. Đầu tiên tao làm vậy nó cũng không sợ. Viên đạn nó mạnh dưới ông Tư cây dừa mà nó bắn bắn gãy ngàn đọt luôn không Tư? Gãy dùng ca răng bắn không gãy được. Nó sấy mà. Ca răng viên đạn đại liên 30 đúng không? Dạ. Vô nó sấy công phá. Gãy. Hai ba viên gãy cái đụng. Đụng ngựa biểu leo không leo bắn gãy được thì sao nó cũng chưa sợ nữa. Kỳ tao bắn thằng đó chết nó mới sợ. Từ đó tới sau nhỏ lớn biểu nào leo nó leo. Mày lại cái giếng nó múc nước không được lại mày lại tháng qua tháng lại là trận bóp bùng xuống té vậy. Tới ông Phật ngồi trên bắn gãy cổ rớt cái đụng. Bữa tao còn chữ thề nữa. Tao tưởng mấy kia giỡn. Tính nó bẻ dừa nó dục vô giạc cái giỡn. Chừng dòm thấy trong cái đầu ông Phật với giạc thằng. Ba thằng con chết nó mới vô tu đó ăn cơm. Nó quýnh lộn dùng cái ô nó lớn lớn nhiều đầu trọc nó út kia cũng như mày đội nón chắc cái lừa tao gặp tao cừ. Lên nói ông chạy cả bắt cuối. Chạy cả ông quýnh không phải nhường nữa nghe. Dòng roi mây bằng chân cái mình cũng quýnh tả tơi như dây luôn á. Quýnh đủ chút trà rong chạy. Chạy kêu lại quýnh thêm nữa. Rất thật thật luôn. Số quýnh mày 2 cây mà mày chạy quýnh 5 cây. Không cả đâu mà vậy. Nhưng mà ngày xưa người ta thương dữ lắm. Ừ. Thương tao mới làm vậy. Vậy bị nó ăn rồi bị dòng con nhiều cha đó. Yeah. Vô trong chữ thề mày nghe dạy chùa trôi mai ai nay không. Ủa người ăn cơm thằng này úp đầu kia dính cơm tao nói mày đổ sáng chùa luôn. Cơm gạo sóc rồi đó nó mặn lúa sóc nhiều lắm. Đóng đó đâu gần 2 năm. Ở dưới đó hồi xưa ở dưới đồng hiện giờ nó làm ruộng hồi xưa ở dưới đó đồng tràm không ông Tư? Tràm dưới cỏ bồng móc mày đi đâu có thấy mày. Yeah. Mày cởi trâu chưa thấy mày nữa chứ đừng nó ngờ mình đi. Yeah. Bà nội tao đem 200 cần bẫy xuống. Tao gài bữa trước bữa sau tao vơ gì rồi. Bảy gì ông Tư? Bảy cũng núm á. À. Vô dọn đường, dọn khúc dài tầm vậy đó. Nhổ cỏ đường đường vậy đó. Mày gài 4 cần rồi dính 4 con. Lùa ra hay sao ông Tư? Tự động nó đi, chiều mát rồi nó ra, nó ăn, chạy tới chạy lui đường trống đó. Yeah. Hôm đó cỏ con chung con mắt né, khó rượt đồ ăn nữa, bây giờ đường trống. Chạy cho nó đã. Chạy cho nó đã dính. Chạy vô rồi luôn. Rồi người ta gài cái ngày một đầy khoan luôn. Mấy trăm con bơi về luôn. Mà hồi đó sao người ta thích ăn cống đúng nhiều hả ông Tư? Con thịt rừng nó ngon hơn thịt nhà mình có. Con gà con này kia đâu ngon bằng con chim được. Mấy con cống đúng da vàng kìa. Mùa nước người ta bắt một đêm đi mấy chục. Gian gian đồng tràm nè, anh lên anh ngủ, anh gặp mình, anh lặn. Lặn ngồi quấn thuốc, giúp anh lú lên, chọc đầu bỏ hiếu qua. Bắt đêm mấy chục. Nó lặn lâu không ông Tư? Lâu con, 30 phút, 40 phút. Như con lê lê vậy, lặn. Lặn lâu dữ vậy đó hả ta? Lặn với mỏ thì cắn cỏ, hai tay quỵ quấu cỏ, rỉ dữ. Là chờ? Ngồi chờ anh ngọt, anh lên tim. Lên tìm bị mình mùa lạnh thì mày xuống lạnh thấy bà cho lạnh. Chả lú đầu lên lò tay lò bắn. Ủa mà sao nó hơi bị ngu nó không chịu lặn đi mà nó lặn một chỗ nó bị một chỗ lắm ta. Lặn chỗ ra mà trảng con chết rồi. À. Bị ngu. Nó hơi bị mình ngu. Mình ngu chứ nói ngu nè. Hơi bị ngu. Con giật nó không rồi. Tao chống đây nè. Mà ở ngoài quán ngoài anh lặn tao biết rồi, lại ngay đó tao đợi lát anh nổi lên tao bắt à. Nó có tiếng kêu hay sao ông Tư? Không có tiếng kêu, nó quạt cỏ. À, nó lắc lắc cây cỏ nữa.
cái gì cũng có cái ý thức. Hồi xưa cái gì cũng nhiều, làm cho hết năm mùa nước lên thì con đi theo bờ này nè, ốc cao chằng nghịch với hổ hành rồi này kia, rắn này kia mà bắt lát quải gì không nổi. Bây giờ tuyệt chủng còn đâu nữa, con ốc bù không có mà. Bù giờ mình lai hết đâu còn luôn tôi. Có cháu mày bắt ngoài kìa. Vậy là trong đồng tràm mới có. Hỏi coi ai ăn ừ nó mò ông đồng tràm mấy chục ký đầu bự bình kia. Đồng tràm gì còn không? Nó thả nuôi nhiều lắm, quá nhiều luôn. Nhưng bây giờ cũng lai, để thời gian nó lai mấy ốc bu vàng hết. Không, ốc bu vàng đông thì nó không dám vô. Ít thì nó giết chết á. Ốc bu vàng nó đực cái, nó ăn thịt ốc bu đen luôn. Hung vậy đó. Không phá lúa tàn sát vô lưng đảo ốc bu vàng. Nó cắn ngang không? Mò sát gốc nó ăn. Hai cái răng nó coi mày ăn ban đêm mày rọi đèn với hai, nó bốn cái râu rồi. Hai cái râu dài để nó dò đường, hai râu ngắn để nó đùa thức ăn. Không có dòm nó hả, không ăn mày dòm lát dặn ốc mình, tưởng nó quỷ luôn. Mặt cái mỏ anh chu ra cái răng ảnh như răng cá nóc. Liền hả không Tư? Bị anh bà anh cắn lúa mọt sớt. Cắn lúa mọt sớt là đứt ngang, đứt ngang. Mình tính cho nó mềm vậy mà công nhận cái răng lợi hại ha. Vậy con mực sao con thấy con mực, con ăn mực đó răng ảnh ngoài cái chứ trong nấu trắng ở ngoài đen thui ruộng nữa mà mày kê mày quẹt cái đứt tay mày. Dám mày... chừng ông Tư đó hồi đó ăn mực mà còn nguyên nguyên lâu cắn ngang cái rạo chứ dám chừng chúng cái răng đó. Răng ảnh đó, cái răng ảnh cái thúi lớn nè, cái miệng ảnh á, răng mà đen xì nó nâu. Nói với ốc gạo cũng ăn lúa. Hồi trước người ta nói gạo nó ở đồng lắm, ở sông nhiều. Ở ngoài con ra trên sáng ngày mòn hồi ăn hết. Hiện giờ ốc gạo con ngón tay cái lên. Mà nó hơi ngu ha. Mình cắt cây đu đủ dục xuống là nó đeo à. Hèm. Hèm dưới ông thôi, mình nạo dừa cái mình cho anh ăn về động nạo dừa. Thay nước con nạo vừa khô á, thả cho anh ăn chừng từng từng sau của mày đổ vô hèm mình luộc á. Mấy năm trước mấy đứa nít ngoài đi mò nó lòi thịt ra ngoài trắng tư luôn. Ốc bu mình cũng vậy, mấy đứa nít ở ngoài nó đi mò nên về bán ốc bu, con về con bỏ đói con thay nước cho nó hết cứt cu bưng cỏ rồi này kia đó. Mày nạo vừa vô mày thả vô trọng anh ăn. Giọng trái dừa đó anh ăn có 1 tiếng đồng hồ, nó dụ chục ký ốc anh ăn chưa được 1 tiếng đồng hồ hết trơn. Bây giờ cho ăn anh dài 3 ngày rồi mày luộc anh đó. Ai đâu bắt béo nó ngon, nó trắng tư là. Tao đó tao ăn nhiều cái lạ lùng đó. Vì ta biết làm đồ ngon, mình sao mình ngu mình không biết quên. Ráng làm cho ngon miệng coi. Tao làm mấy cái ăn nhất là hèm rượu mà nấu như gần hết rượu đó. Con sắp ốc, sắp xả dưới trước, sắp ốc lên. Rồi con nó có gạo múc hèm nó đổ ra đó, múc hèm đổ vô nóng. Lát mà đem ra coi ăn chua ngọt. Rồi làm nước mắm ớt cay nữa. Ăn ốc no không hay. Nhiều thằng cũng xấu là ăn rượu nữa ỉa chảy luôn. Đau bụng lạnh á. Đó ốc con hấp toàn để lá ổi vô là nhiều, lá ổi vô nó thơm. Không có lá ổi là con ốc ăn nó không ngon. Không phải, nó sạch nhất. Với sả. Lá ổi gì chắc, lá sả nó mới thơm. Mà luộc nó mà không có hai thằng đó. Đâu có gì đâu, tại mày không biết ăn. Con ốc nguyên thủy giờ con khử cái mặt nó hở ra, mày lấy cọng rau ra mùa ôm mình á. Nhét cái đọt trong nó nhét cứng ngắc lại, chiều lát mày tiếng hồ sau mày gỡ ốc khô ra chín luôn rồi, chín luôn ăn không còn miếng nhớt nữa, không ngôi luôn. Kỵ á, kỵ hồ nó mà kỵ mình ăn vô mình cũng kỵ luôn, kỵ lắm. Phụ nữ ăn nó tiêu thịt rau ôm nó tiêu thịt mà. Trên đời mỗi vật mỗi ngon, từ từ cái lỗ miệng vợ con nó nhờ. Ăn quá ăn nghèo.
Với lại con gặp họ họ ăn cái gì mà con ốc họ nhắc cái lái gì họ để vô họ hình như quế hay sao ông họ quậy 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 xong cái là ốc tự động nhả miệng chết rồi không được mượn ngộp đó không được. Ừ. Con ăn vậy không bằng ốc dồi con lễ con ốc ra cho giữ cái vỏ nó ngon. Yeah. Bầm ốc gia vị rồi này kia con mới dồn ngược lại dồn vô cái vỏ dồn vô vỏ nó. Yeah. Để dĩ hấp lật ngửa lên nhất là rượu ngon hay giấm thanh mình á. Yeah. Con hấp mày ăn ba con ốc nó ốc bự. Yeah. Bị gia vị núm rồi này kia đậu phộng củ hành mình dồn đóng với thịt nó đó. Dạ cô bác thì hôm nay cái ngày tại do mình đi quay sáng giờ cũng về hơi trễ mới biết được hoàn cảnh của một người dì của mình. Thì bữa giờ dì đau mà mình không biết, bữa nay mới hay tin dì đau nhưng mà do hoàn cảnh cũng gia đình rất là khó khăn gì. Ở nhà thì có dì thì có bốn người con thì có hai đứa con, một đứa con gái thì đi bây giờ thì lấy chồng rồi, còn thằng con trai thì đi bán số mà bán ngày thì cũng được có 100 vé số mà. Bây giờ thì dì với lại Dượng là hai người lao động chính trong nhà. Nhưng mà bây giờ thì Dượng không phải ở nhà phải chăm sóc cho dì. Còn dì thì phải đau như thế này cũng thời gian cũng khá là lâu rồi. Thì do hoàn cảnh cũng khó khăn, cũng chạy chữa, cũng thuốc thang cũng không còn khả năng nữa. Nên bây giờ Quỳnh Tân cũng ghi hình cũng chia sẻ đến cả nhà, cũng những nhà hảo tâm nào có lòng hảo tâm giúp đỡ cho dì mình vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong đợt này cũng xin quý vị giúp đỡ cho dì mình nha. Cái này bác sĩ nói gì bị gì vậy đó? Chưa bị gan nữa. Ngon ngon, dưỡng ngồi đây là nói cho nó nghe rõ hơn tí xíu. Ung thư gan rồi nó bị ung thư nữa, chưa bị gan hai. Vậy là bị gan ung thư gan hả? Bị ung thư nó chính bệnh qua gan đó, chính qua đó, hai bệnh đó. Chưa bị gan ung thư. Cái này là giai đoạn chót luôn rồi đó. Giai đoạn cuối rồi, CD2 rồi. Rồi. Rồi bây giờ chị ăn uống sao vậy? Uống nước ngày được có 3 muỗng uống được, uống rồi đâu ra, uống rồi đâu ra. Uống sữa không có được luôn. Được mà mua ba cái sữa chứ không ngoại uống đó, đủ luôn mấy. Bây giờ là không có uống nước cũng không được luôn, uống chỉ 2 muỗng mà cũng nói ra hết luôn. Dạ quá vậy. Bây giờ thì cũng không còn khả năng để nằm viện nữa. Giờ thì dưỡng năm bây giờ ở nhà nó chăm lo cái gì giờ đâu có đi đâu nữa hả? Đâu có đi làm được đâu. Đâu làm gì đâu. Bảo cho luôn đi hoài chứ làm được gì. Rồi chỉ còn có mình nên thằng ấy ăn bây giờ mình nên trí hoàn trí giờ nó đi bán số ngày con trăm tờ đâu có đủ thằng bán trăm vé thì những năm có cái đôi lời nào muốn nói với cô bác để người ta giúp đỡ cho mình ông những năm ngồi gần đây là nói chị nghe rõ hơn không cô bác thông cảm là vì với trường trước giờ cũng không có cần xuất hiện ra mấy điện thoại ra cũng hơi bị ngại á. Những nói đi cô bác cộng đồng mạng này giúp được vợ là cũng cảm ơn cô bác cái kênh cộng đồng mạng. Giờ khả năng lao động giờ hết rồi, giờ lo chăm sóc vợ không mà không có khả năng mà đi bệnh viện nữa. Cô bác giúp được thì cảm ơn cô bác. Nhìn như bây giờ thí dụ như cô bác là có khả năng cô bác giúp đỡ cho mình, bác sĩ nó có nói là vấn đề điều trị nó có thể giảm có đi phần nào bệnh của gì không? Có, chỉ nó có khả năng mình lên cảnh nó coi lại đó là nó coi bệnh nó từ cái đoạn nó làm vô quá trị rồi. Quá trị hết quá trị rồi mới qua gan nữa, trị thì hơi bệnh đó. Mà cái công đoạn mà nó quá trị là khoảng bao nhiêu tiền cho nó hả? Nói chung là nó có chị nhưng mà nó xong cái cuộc đó không cũng trăm mấy triệu. Trăm mấy chục triệu. là mình chỉ trị do cái được cái bị bên ung thư á. Ung thư là bên phụ nữ đó ha. À, còn bệnh gan thì chưa tính tới, bệnh gan nó chị chưa hết mới tới bên cái gan được. Từ giai đoạn đó.
Rồi cái bụng của gì phình to như này là cách nay nó mấy ngày vậy? Nó cũng từng mấy là mười mấy ngày nay vậy. Là mười mấy ngày nay là do mình không có tiền để đi nằm viện hay là sao mà để nhà? Nó là không có điều kiện mình đi á. Hiện giờ thì thấy gì cũng đuối quá, tại vì không có, đúng ra là bệnh này là mình phải trực tiếp nằm trong bệnh viện để họ điều trị cho mình đi, để có vấn đề về sức khỏe của mình đó, nó có trở ngại gì người ta cũng ấy, con này về nhà nằm mà cũng không có ăn uống thì không được luôn. Như giờ hồi nãy giờ con thấy gì thở lên vậy, bụng nó đau lắm hả gì? Bụng À, nó mệt. nó tức á, nằm ra nằm dưới ngồi không chứ đâu có ấy, đi ngủ nghe đâu rồi đó, cũng kêu lúc kêu hoài. Vậy là bây giờ là mỗi lần đi vệ sinh này nọ đồ thì cũng Cái dựng phải luôn cà phải làm hết luôn, đi là không có đi, bây giờ là chắc nó không đi nổi luôn đó vậy. cũng kè đi được, nó ngồm À, hồng luôn đó, ngồm hồng đi đổ này kia lâm ra nó gì phải là người ta. con cũng mới nghe đây thôi chứ bữa giờ con À, cũng có chưa nghe. nghe nữa rồi. Bệnh của gì thì cũng phát hiện bệnh của gì thì cũng lâu rồi đúng không vậy? Mấy này Một năm mấy đúng không? năm mấy này. Năm mấy nay do gia đình cũng khó khăn, do chạy chữa cũng đâu có khả năng, tại vì những cái căn bệnh này thì nó tốn kém chi phí dữ lắm. Hoặc dùng chung dùng chung lại hoặc Mình cũng nói xin chia sẻ là trước đây dì với Dượng á cũng đi làm hồ á, làm phụ hồ thôi chứ cũng không có rừng, gia đình không có công ruộng miếng đất nào hết cả nhà. Thì từ lúc một năm mấy nay vì lâm bệnh thì gia đình phải rơi vào cảnh khó khăn luôn, thì phải một người thì phải chăm sóc cho một người nữa, còn hai người con thì một người đã gả đi rồi, thì còn một người con út á thì cũng khả năng bán số cũng không có được nhiều nữa, mỗi ngày được có 100 vé, thành ra cũng không có đủ để trang trải trong vấn đề bệnh nữa. Trước giờ thì mình từ một năm mấy nay mình điều trị tiền thuốc thang này kia cho gì cỡ khoảng bao nhiêu, những năm có nhớ không á? nói chung là năm ngoái này hết tính ta luôn, tính ta được mấy trăm mấy không nhớ được nhiêu, cũng tầm 5 thứ đây Là cũng trên 100 triệu rồi đúng à, không? trên 100 triệu. Rồi con cũng có nghe nói là bây giờ cũng cố gắng để nghe con nghe nói là gia đình chỉ có cái nhà mà ở mà giờ cũng nói là định bán nhà để lo thuốc cho gì luôn hả? Thì ông mà tính thì đổi như không bán luôn. Vì bây giờ nói chuyện không ra hơi luôn cô bác, cũng muốn đôi lời, cũng muốn nói chuyện với cô bác cũng như là, nhưng mà bây giờ nói không ra hơi rồi. Thôi thì chắc có lẽ mình sẽ cũng rất mong cả nhà mình xem qua cái video này cũng hỗ trợ cho dì mình một phần nào đó để trang trải cái tiền thuốc thang cho dì trong cái giai đoạn khó khăn này luôn. Thì chắc có lẽ mình tạm ngưng video, tại vì thấy dì cũng cái bệnh này thì rất là mệt cả nhà, thành ra mình ngồi gần mình nó chia sẻ nói chuyện lâu thì cũng không tốt cho dì, thành ra cũng mình sẽ ngưng cái video, cũng cảm ơn mọi người đã xem video của Tân luôn ạ. Thì mọi chi tiết thì cũng có thể cả nhà có ủng hộ thì mình tí nữa mình sẽ để cái số điện thoại cũng như là cái số tài khoản bên trong á, cả nhà mình có gì liên hệ cũng như trực tiếp thì mình sẽ đem lại cho dì của mình nha, rồi mình sẽ ghi hình cái đoạn video sau cho cả nhà mình cùng xem nha.